Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Studio. Singapore là một đất nước rất kỳ lạ, bởi vì các bạn chỉ cần thọc tay vào một bụi cây bất kỳ các bạn sẽ có ngay iPhone mới. Và đây chính là iPhone 14 Pro phiên bản màu đen nhá. Đấy, xem này. Đấy, thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Bạn nào mà không săn được màu tím thì các bạn có thể cân nhắc màu vàng. Còn các bạn nam thì có thể là chọn cái màu đen này, nhìn rất là sang trọng và nổi bật. Vì đây là một chiếc iPhone đến từ thị trường Singapore với mã là ZPA nên là nó rất là khó mua các bạn ạ. Chúng mình không mua được 14 Pro Max cơ. Và hàng chính hãng thì cũng sẽ về thị trường Việt Nam sớm thôi, nên là mình khuyên các bạn đó là nên mua hàng chính hãng, bởi vì mấy con hàng sách tay này nó cũng không được bảo hành chính hãng tại Việt Nam đâu. Mà hàng chính hãng thì các bạn có thể tham khảo trước tại shop đăng nhá. Cái con iPhone 14 Pro này bản 128GB sẽ có giá từ 28.990 và có thêm cả những phần quà đi kèm. Anh em muốn check in đổi mới lên thì cũng rất là tiện. Link cụ thể thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho các bạn tiện tham khảo. Rồi, lại đây chúng ta sẽ cùng nhau xem iPhone 14 Pro thì nó sẽ có cái gì nhá. Chắc chắn là mọi người sẽ để ý cái đầu tiên là cái Dynamic Island này đúng không? Đây, mọi người nhìn nhá, là nó hiển thị bên ngoài trời rất rõ. Và ở cái thời tiết Singapore hiện tại nó không quá nắng, nhưng mà các bạn nhìn xem này, cái camera đục lỗ và cả cái Face ID của nó nhìn rất là rõ luôn. Và nó tạo thành đúng cái hình chữ Y. Đấy, thấy chưa? Với cái màn hình của iPhone 14 Pro thì chúng ta vẫn sẽ có kích thước là 6,1 inch và các bạn thắc mắc là cái Dynamic Island nó sẽ tương tác kiểu gì đúng không? Hiện tại thì mình chỉ thấy rằng một vài app, ví dụ như là cái app đồng hồ thì nó sẽ có thể tương tác được như này. Đây nha, tính giờ này. Đấy, là nó sẽ đẩy được lên cái Dynamic Island này. Cái thứ hai đó là cái bản đồ. Đấy, thấy chưa? Nó sẽ đẩy cái Dynamic Island này ra thành hai phần, một bên là chỉ đường, một bên nó sẽ là cái đồng hồ để chúng ta đếm giờ. Còn đâu ấy là đa phần những cái app bên thứ ba ở đây thì mình có tải thêm là một cái trò chơi là 2048 này và cả YouTube nữa thì nó không tương thích với cái Dynamic Island này các bạn nha, hoặc ít nhất là nó chưa tương thích. Trong thời gian sắp tới thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải Apple update thêm một vài những cái phiên bản để mình biết được rằng là những cái ứng dụng bên thứ ba nó có thể đáp ứng cho cái Dynamic Island này không. Còn nhìn chung ở thời điểm hiện tại ấy, mình thấy cái Dynamic Island này nó không có quá nhiều những cái sự tương tác với các ứng dụng mà chúng ta có thể dùng được hàng ngày. Nói chung là nó cũng bình thường thôi. À, và có một điều thú vị là kể cả khi mà các bạn tap vào đúng cái phần camera selfie này thì cái Dynamic Island này nó cũng nhận diện được nha. Đây này, mình tap đúng vào camera selfie luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Tap kể cả vào Face ID thì nó cũng nhận được bình thường. Đó. Và đây cũng là một cái vấn đề mà mình đã nhắc trong một cái video gần đây rồi. Bởi vì là khi mà chúng ta chạm vào quá nhiều ở trên cái phần cụm Face ID cũng như là camera selfie này thì rất là nó dễ bẩn. Đấy, và chúng ta sẽ cần phải vệ sinh nó thường xuyên. Ok, cái điểm nâng cấp đáng giá thứ hai của con iPhone 14 Pro này nó đến từ phần cụm camera. Chúng ta sẽ có một cái công tắc 2x ở đây. 2x nó là một công tắc vừa đủ khi mà các bạn đi quay chụp bên ngoài, bởi vì nó sẽ cho chúng ta một cái tầm nhìn nó không quá rộng và cũng không quá hẹp. Nó rất là vừa để các bạn chụp người. Bởi còn nếu mà chụp 3x thì nó bị gần quá. Tuy nhiên là cái camera 2x này thực chất là nó đang bị crop xuống từ camera 48MP. Đó, nên các bạn sẽ nhìn thấy này có một sự khác biệt rất lớn khi mình zoom từ 2x lên 3x. Đây, thấy chưa? Đó. Thứ hai, đó là cái con iPhone 14 Pro này nó sẽ được nâng cấp rất mạnh về khả năng quay phim Cinematic Mode ở 4K và 30fps. Cái khả năng lấy nét của nó thì nhanh hơn rất nhiều so với iPhone 13 Pro ngày trước mình dùng. Cái hồi trước mình dùng 13 Pro ấy, lúc mà mới dùng Cinematic Mode ý, thì nó còn bị lỗi cơ. Nó còn không bắt nét được cơ. Thì cái con 14 Pro này thì không bị cái điều đó. Và cái thứ hai ấy, là con này nó sẽ có chế độ đó là Action Mode. Thì các bạn có thể nhìn thấy một cái đoạn phim mình đang quay thử ở đây. Action Mode thì nó sẽ giúp cho mình quay những cái thước phim chống rung tốt hơn nhiều. Tuy nhiên là các bạn sẽ phải chấp nhận hy sinh đó là khung hình chúng ta sẽ bị crop lại và cái độ phân giải của cái video này nó sẽ bị giảm đi. Về phần màn hình của con iPhone 14 Pro này thì cái độ sáng tối đa của nó ngoài trời là 2000 nit. Nó cao hơn rất nhiều so với iPhone 13 Pro đây, mình đang có ở đây. Nhưng mà hiện tại là Singapore nó không quá nắng các bạn ạ. Nên là mình thấy ở trong điều kiện này thì hai con nó hiển thị gần như là tương đồng với nhau. Cả về màu sắc, độ sáng thì mình không thấy có sự chênh lệch nào cả. Và bên cạnh đó thì cái con iPhone 14 Pro này nó cũng có viên pin trâu hơn là iPhone 13 Pro các bạn nhé. Về dung lượng pin là như vậy. Còn về sạc nhanh thì đến bây giờ mình vẫn không biết cụ thể là sạc nhanh con iPhone 14 Pro này nó là bao nhiêu cả. Có những cái vấn đề khác nó liên quan đến con chip của iPhone 14 Pro ấy thì các bạn không cần phải quan tâm đâu. Con A15 Bionic vẫn quá mạnh rồi. Các bạn mua con này về thì không bao giờ cần phải quan tâm hiệu năng, cứ thế lấy ra mà dùng thôi. Còn cuối cùng chia sẻ cho các bạn một chút về phần thiết kế của con này nhé. Mặt lưng của con này nó sẽ là mặt lưng nhám, kính nhám mờ, nhưng mà vẫn bám mồ hôi và dấu vân tay bình thường, nó chỉ hạn chế được phần nào thôi. Và đặc biệt là cái cụm camera con này nó lồi lên rất là nhiều. Đây các bạn hãy nhìn, đây là con 13 Pro của mình, còn đây là 14 Pro này. Con 14 Pro nó lồi lên kinh khủng khiếp luôn. Và đương nhiên rồi là trọng lượng của con 14 Pro này nó cũng sẽ nặng hơn một chút xíu so với iPhone 13 Pro các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có một cái sự khác biệt nho nhỏ nữa giữa cái cụm đèn flashless. Flashless ở trên con 14 Pro nó sẽ được làm to hơn và nó được co thành một cái cụm như này.
còn trên iPhone 13 Pro nó sẽ được tách ra làm hai. Cụ thể thì những cái bài đánh giá về iPhone 14 Pro chúng mình sẽ cập nhật ở trên kênh Vật Vờ Studio. Các bạn hãy subscribe kênh của chúng mình trên tất cả các nền tảng để đón xem những cái video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.